tình dùng cái từ thâu tóm được không? Vì tôi nghe cái câu đó là tim tôi nổ. Thâu tóm hay không thâu tóm, hội đồng chưa sử dụng từ đó. Đây là cáo trạng đang xác định. Dạ. Bà Trương Mỹ Lan ôm ngực bật khóc nói lời sau cùng. Gia đình tôi tan nát, tôi luôn dây dứt tại sao tôi và gia đình lại lâm vào cảnh bị đát như thế này. Sau gần một tháng thẩm vấn và tranh luận, chiều 3 tháng 4, phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bước vào phần tuyên án. Trước khi tòa nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Được nói đầu tiên, bị cáo Trương Mỹ Lan cảm ơn hội đồng xét xử cho phép bị cáo là người duy nhất đang phải đối diện mức hình phạt cao nhất được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Đồng thời, bị cáo cũng gửi lời cảm ơn tới các điều tra viên, cán bộ tạm giam đã quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ bị cáo vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua. Không kìm được xúc động, bị cáo Lan bật khóc nói. Mỗi một ngày kết thúc phiên tòa, khi về trại giam tôi luôn day dứt, tại sao tôi và gia đình lại lâm vào cảnh bi đát như thế này? Không giữ được bình tĩnh, bà Lan nhiều lần dừng nói, ôm ngực bật khóc, khiến vị chủ tọa liên tục phải trấn an, nhắc nhở. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ bước ngoặt định mệnh dẫn đến việc tôi phải đối diện mức án tử hình hôm nay, vì tôi đã tin tưởng tuyệt đối, nghe theo sự vận động của ngân hàng nhà nước để hợp nhất 3 ngân hàng, trong khi tôi hoàn toàn không có sự hiểu biết gì về hoạt động này, bà Lan tiếp tục. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng mong hội đồng xét xử xem xét các doanh nghiệp hiện đang vay SCB nằm trong 1.284 khoản vay có giá trị khoảng 300.000 tỷ. Số tiền này hoàn toàn có thể loại trừ tiền cáo buộc bị cáo chiếm đoạt. Cạnh đó, bị cáo cũng mong hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện đem hết tài sản khắc phục hậu quả vụ án. Kính xin hội đồng xét xử không coi tôi như tội đồ chủ mưu gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như hiện nay, mong nhận được sự đánh giá công bằng, khách quan. Sự thất bại của tôi trong quá trình tham gia tái cơ cấu SCB không thành công khiến tim tôi đang rỉ máu. Không phải tôi làm dở, tôi đã làm tới mức cuối cùng, bị cáo Lan vừa khóc vừa nói. Kết thúc lời nói sau cùng của mình, bà Lan nức nở cho biết, trước đây gia đình tôi luôn xâm vầy đoàn kết bên nhau. Bây giờ gia đình tôi tan nát, chồng tôi cũng đi tù, mỗi người một ngã, không biết có còn cơ hội gặp nhau nữa hay không, có được ăn chung bữa cơm nữa hay không. Trên chiếc xe tù dẫn giải rời khỏi tòa về trại giam, tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường hay qua màn hình TV để tìm cháu ruột, chồng, người thân của tôi. Tôi tan nát cả cõi lòng, dù sao tôi cũng là phận đàn bà, tôi đâu không thể diễn tả thành lời, bị cáo nói. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chồng, cháu gái và giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức gây xôn xao trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.